Triệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên trao bằng khen, và đồng chí Đặng Hạ Điền lên trao hoa cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Tổng cục trưởng. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý khán giả và toàn thể các bạn đã đến cổ vũ động viên cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất. Trân trọng cảm ơn. Tiếp theo là phần thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam đối với vận động viên Bách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền. Chúng tôi xin mời vận động viên Bách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền một lần nữa lên bục danh dự để nhận phần thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Hưng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đại cao phần thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam cho hai vận động viên xuất sắc. Xin kính mời. Vận động viên Quách Thị Lan đã được huy chương vàng và vận động viên Nguyễn Thị Huyền huy chương bạc. Chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh thành tích hai nữ vận động viên xuất sắc. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Minh cùng hai vận động viên. Bộ trưởng đi khảo sát lấy khoảng 4-5 phút này.